Trước những tác động của dịch COVID-19, thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, bị thụt giảm doanh thu và việc làm. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã có nhiều biện pháp để mạnh khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động và nộp ngân sách nhà nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất phụ tùng ô tô xe máy. Nếu năm 2019, tổng doanh thu của công ty đạt trên 4.000 tỷ đồng, thì năm nay dự kiến sụt giảm khoảng 30%. Nguyên nhân là do lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại của các đối tác khiến việc xuất khẩu hàng hóa của công ty bị ảnh hưởng. Để khắc phục khó khăn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, công ty đã có nhiều biện pháp. Để ổn định sản xuất, tạo đủ công ăn việc làm cho nhân viên, chúng tôi đã và đang tập trung vào hoạt động cải tiến, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh, chế tạo các sản phẩm mới để việc sản xuất kinh doanh và đời sống làm việc của cán bộ công nhân viên không bị ảnh hưởng nhiều, chủ động lập kế hoạch một phần chi phí để đối ứng phòng chống dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng công ty vẫn đảm bảo việc làm cho trên 2.000 lao động, với mức thu nhập bình quân 13 triệu đồng một người trên tháng, đồng thời nộp ngân sách nhà nước được trên 130 tỷ đồng.